Thấy chị mấy miếng không còn nha. Dạ, mày đang tính kêu là mẫu mụn chứ mình nghĩ chắc hôm nay nó nhiều mụn lắm, nó nhắn tin cho mình là hiểu đích thân nó nặng cho. Em sợ bữa trước cô kia nặng đau á. Ai? Cô bữa trước nặng. À, cô học đi nè. từ 9 giờ mà tới 12 giờ mà xong mình mới sợ rồi. Chữ T là phải nhờ nhiều rửa mặt để rửa sạch cái này. Nhờ mụn nữa nha, một cục mụn viêm ở đây.
không? Đấy, chị mấy miếng không gòn nha. Đi qua xem cái máy như thế nào, cái máy bụng nữa. Cắt hết tay chưa? Thank you.
làm tới cái quy trình gì nói cho cô biết. Chứng tỏ là da của Phương rất là dơ, rất là lười rửa mặt, mụn vàng khè. Đây là vải nhờ với lại là mụn từng lỗ chân lông đây. Đáng giữ cái da của Phương này muốn có rỗ thì mệt mỏi lắm, rỗ khó chịu lắm, phải đi nặng mụn định kỳ. Đợi khi nào cái mặt nó như cái dề con cháy rồi nó mới chạy lên tôi. Cảm ơn cả nhà coi like nha, hàng dừng like tại đây. Rồi em tắt coi.